Đợt vừa rồi, ngoài tiền dịch vụ ra, còn khoản nào cần phải bổ sung, chị cứ nói để em đóng nhé. Chú yên tâm, có gì tôi sẽ báo. Cảm ơn chị. Chú Đại này, hình như căn hộ của cô Nhật Lệ để lại cho cô em gái thì phải. Tôi vừa thấy cô ấy và một người đàn ông chuyển đồ lên. Cô ấy nói là em gái của Nhật Lệ à? Tôi nghĩ là như thế, vì trông rất giống cô Nhật Lệ. Dạ, em cảm ơn chị. Cậu Đại, đi đâu mà lâu lắm không gặp? Em vừa đi công tác về à? Thế cô Lệ cô chuyển đi mà cô không báo cho cậu biết à? Chị bảo sao ạ? Cô ấy tạm chuyển đi nơi khác một thời gian. Cô ấy nói là để tiện cho công việc. Thế Lệ chuyển đi từ bao giờ ạ? Hôm qua cô ấy mới chuyển đi. Trước khi đi cô còn chào hàng xóm, còn dặn mọi người là cô ấy sẽ đi một thời gian, nhờ mọi người trông nom giúp nhà cửa. Đi công tác về nhớ phải mua quà cho em đấy nhá. Không mua là chết với em đấy. Khi về nước, em có về quê và tìm được một cuốn nhật ký do chị Lệ để lại. Em đã đọc và biết được rằng trước khi bỏ đi, chị Lệ đã thầm yêu anh. Linh này, anh thấy em ở đây không an tâm chút nào cả. Ở một mình liệu có ổn không? Sao anh cứ lẩm cẩm như ông già thế? Hai bác còn chẳng lo cho em đến thế. Nhưng mà bố mẹ anh không biết quan hệ của em với Cường ở mức độ nào. Em nghĩ là anh Cường sẽ không làm gì có hại đến em đâu. Em tin là như thế. Với lại căn hộ này cũng là tài sản và là kỷ vật mà chị Lệ để lại. Em quyết sẽ ở đây và giữ gìn nó bằng được. Về nhà bố Đại ở nha. Nhà bố Đại cao quá, làm bà chóng hết cả mặt. Cô? Hả? Cô đi đâu đấy? Đi về nhà mình. Nhà mình ở bên này cơ mà, cô quên à? Lâu rồi không về, quên mất đấy. Đây rồi. Cô Đoành này. Hả? Cô sang đây với cháu một tí. Sang đâu? Ở ngay bên này thôi. Chuyện gì thế? Cô cứ đi rồi sẽ biết. Mày là có chuyện gì thế? Lằng nhà lằng nhằng. Anh tình cờ biết em mới về đây nên anh đưa bé Cún sang để chào em. Tình cờ là thế nào ạ? Anh sẽ kể cho em sau. Em không định mời anh và cô vào nhà chơi à? Dạ, cháu mời cô vào nhà. Để cháu lấy nước mời cô với anh ạ. Thôi thôi, không phải nước nôi gì đâu. Cô để cháu bế Cún một tí ạ. Ra cô Linh bế Cún nha. Linh này, cháu ở đây một mình à? Vâng ạ. Thế lúc nào thằng Đại nó đi vắng, cho cô sang ở cùng cho vui nhá.
Dạ, thế thì tốt quá ạ. Có cho Cún ở cùng không? Dạ, có chứ ạ. Đại này. Sao hả cô? Thôi, lúc này nó không hợp. Cháu biết là cô định nói gì rồi nhá. Mày biết cái gì? Lát nữa về nhà, cháu sẽ nói lại với cô. Mày, vớ va vớ vẩn. Cô ơi, Cún dạo này có ngoan không ạ? Ngoan. Thế tối nay cô cho Cún ngủ lại đây với cháu nhé. Hỏi Cún xem Cún có đồng ý không. Với lại nửa đêm bố Đại nhớ Cún thì làm thế nào?